Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay là thứ sáu, Bắc Mỹ, Mountain Time, ngày 5 tháng 7 2019. Trời mùa hè vẫn còn rất là nóng. Người Mỹ họ vẫn còn nghỉ lễ cho tới thứ hai hết Chủ nhật. Nói chung thì cuộc sống ở Mỹ thì nó mỗi ngày như mọi ngày thôi. Mỹ nó là một cái quốc gia gọi là công nghiệp, cho nên cuộc sống của người ta làm, đi làm việc, người ta trông chờ vào những cái ngày lễ lớn để người ta có thể nghỉ ngơi và họ có thể dẫn gia đình đi du lịch. Thì cuộc sống ở Mỹ nó là như vậy, nó rất là tắc tắc. Hôm nay là mình muốn chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề mà dòng xe VinFast của tập đoàn Phạm Nhật Vượng. Thì là mình cũng có theo dõi những cái chương trình diễn đàn của một số anh em các bạn chia sẻ về cái dòng xe VinFast của Mỹ có thể nhập vào thị trường Mỹ được không. Thì tôi thấy thì cái dòng xe này nó không có gì trở ngại để gọi là nhập vào thị trường Mỹ cả. Dòng xe của VinFast Fadil, một cái loại xe cỡ nhỏ, thật ra thì hiện nay thì nó Mỹ nó áp dụng mấy cái loại xe nhỏ này rất là nhiều và nó khuyến khích người dân Mỹ chạy những dòng xe nhỏ để giảm bớt những cái ô nhiễm môi trường và hao phí nhiên liệu. Cái tập đoàn VinFast mà là dòng xe Fadil theo lại mình thấy đó, không có trở ngại gì để vào Mỹ cả. Không những theo là mình thấy rất là tốt và nó có thể cạnh tranh với những cái dòng xe của Nam Hàn, Toyota, những cái dòng xe nhỏ, ngay cả dòng xe của Mỹ. Thằng Mỹ thì nó thích chế loại xe lớn không? Các bạn biết xe của Mỹ là nó chế 6 máy, 8 máy cối. Nó không có chuyên về xe nhỏ nhiều lắm. Nó chế xe nhỏ thì thường thì xe nhỏ của nó bị trục trặc, chạy rất là dở, hư hao nhiều. Thì các bạn thấy cái dòng xe VinFast Fadil là một cái dòng xe này Việt Nam mình mua công nghệ của Mỹ, thật ra trong đó có công nghệ của Nam Hàn. Bởi vì chiếc Fadil các anh chị các bạn thấy nó là Sport, Chevrolet Sport, mà trước Chevrolet Sport thì nó là Matic, hàng debut Matic. Các bạn thấy thằng Mỹ nó mua. Cái quan trọng là tôi thấy là nếu mà Việt Nam cho loại dòng xe này vào Mỹ, cái quan trọng là nó có lợi nhuận như thế nào đây. Tập đoàn của Phạm Nhật Vượng người ta nhìn, người ta đánh giá cái lợi nhuận ở Mỹ nó có đạt được cái thành quả cao không? Hiện nay thì ở Việt Nam thì chế xe thì tôi thấy những cái hãng giống như hàng Nhật, hàng Mỹ, hàng Đức rồi, Nam Hàn rồi, nó vào Việt Nam nó ăn, nó thắng lớn. Tại vì một cái thị trường rất là dễ dãi, chưa có khó khăn quá. Các bạn biết thị trường Mỹ thì nó rất là khó khăn. Vào nó mà trục chặt một cái là nó cắt cổ luôn. Và nó cạnh tranh khốc liệt. Cho nên cái sản phẩm của Pháp, dòng xe của ông Pháp nó vào Mỹ một thời gian trước, cách đây khoảng 30 năm, các bạn biết nó thất bại là tại vì cái chất lượng của nó không có, và đồ phụ tùng của nó đó, thay rất là mắc, nó không có cái những cái nơi để service maintenance nữa, nó không có đại tràng, nó không có đủ, và nó cái đồ phụ tùng nó rất là đắt, và xe nó hay hư quặt, cho nên nó chịu không nổi, nó cạnh tranh không nổi, cho nên nó văng ra khỏi nước Mỹ, chứ không phải là nó không đáp ứng được những cái sự đòi hỏi ở nước Mỹ. Cái dòng xe của tụi Pháp nó vô nó cạnh tranh không nổi, mà nó thấy không ăn cho nên nó bỏ, nó chạy. Cho nên sau này các bạn thấy hàng Nhật thì nó chế xe nhỏ của nó chạy bền bỉ, nó nhẹ, nó làm rất là nhẹ, mà máy móc của nó chạy bền, cho nên nó thắng. Sau này thằng Nam Hàn nó vốn vậy,
nó đưa những cái dòng xe nhỏ và các bạn thấy nó rẻ tiền mà lại nó chạy nói chung là bình dân đó, đồ phụ tùng của nó không đắt đỏ. Cái quan trọng là mình đưa xe vào trong nước Mỹ là mình có thể phục vụ khách hàng khi họ cần, đồ phụ tùng mà mắc quá nó cũng làm cho người ta chùng bước sử dụng những cái hãng xe. Cho nên tôi thấy vấn đề mà chiếc xe VinFast pha điều mà vào Mỹ được không gì trở ngại, nếu mà tập đoàn Phạm Nhật Vượng họ có những cái sự bành trướng. Mà bên cạnh đó các bạn nên nhớ hồi buổi giờ làm ăn thương trường nó là chiến trường, cái vấn đề là lợi nhuận mình dòng xe đó bây giờ đưa vào Mỹ thì cái lợi nhuận của mình nó không đáng kể. Mà trong khi đó ở Việt Nam hay những cái thị trường châu Á, dòng xe nhỏ mà chiếc pha điều đó, VinFast pha điều đó mà phát triển, tôi thấy rồi về công nghệ thì khá chuẩn. Tôi xem trên mạng tôi thấy người ta quảng cáo về dòng xe đó, những người mà họ đánh giá về cái dòng xe đó ở trên mạng phải nói là rất là chuẩn. Họ đánh giá từ trong ra ngoài về kỹ thuật, về những cái technology, máy móc thì nó đã là của hàng năm hàng rồi. Chiếc đó thì hàng Mỹ nó mua lại, hàng Chevrolet nó mua lại, cho nên những cái công nghệ của nó đã có ở Mỹ rồi. Các bạn thấy ở Mỹ hàng Spark nó đã có, người ta cũng xài, người ta bình thường. Chuyện mà xe đó mà vào Mỹ thì có một số người cho rằng Việt Nam không vào nổi. Tôi thì không nghĩ như vậy. Cái vấn đề là cái lợi nhuận thôi, cái lợi nhuận. Trong khi đó ở thị trường châu Á và thị trường Việt Nam hiện nay thì rất là tốt, không có đòi hỏi những cái về môi trường, kỹ thuật đồ nhiều, những cái khó khăn. Các bạn biết xe mà nó chạy bên Mỹ á, nó đòi hỏi airbag và những cái về safety á, về an toàn, những cái cửa, cánh cửa tay lái chỗ người lái như vậy, nó đòi hỏi phải có những cái thanh sắt để chống nó impact khi nó đụng tai nạn, khi nó va chạm vào và nó bắt phải chất lượng, nó đòi hỏi cái độ mà nó khi nó xảy ra tai nạn đó, nó không có bị, cái xe nó không có bị bẹp sâu vào. Cho nên anh chị các bạn thấy những xe của Nhật, mấy hàng khác nó vô Mỹ ngay cả hàng Ford không vậy, nó vào mà Việt Nam mình đó, nó vào Việt Nam mình, tôi về tôi thấy những cái tai nạn đó nó chế giống như là đồ chơi con nít vậy. Việt Nam mình không có đòi hỏi nhiều. Các bạn thấy những chiếc xe chỉ tốc độ mình chạy chậm hơn bên Mỹ nhiều mà nó đụng mà quẹo đầu quẹo đuôi ngang hông là nó quẹo nhìn thấy ớn lắm kìa, mà từ chết bị thương không à. Bạn biết ở bên Mỹ thì xe nó chế đó, nó vào nó đòi hỏi những cái vấn đề mà an toàn bên bộ giao thông vận tải Mỹ, tụi nó rất là khó. Tụi bên bộ giao thông vận tải Mỹ nó đòi hỏi những cái kỹ thuật và những cái an toàn về khí thải nữa. Tại vì các bạn biết nó là cái thằng công nghiệp mà nó xài xe hơi, xe ô tô nó xài dữ dằn lắm. Đường xá chiều xuống kẹt xe cả nhích. Giờ này mà đi xuống mấy trung tâm, những cái nút giao lộ, những cái nơi mà giao lộ, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, giao lộ với nhau đó, các bạn biết hả, xe cả nhích. Cho nên chính phủ Mỹ nó cũng kêu gọi người dân sử dụng xe động cơ nhỏ nhiều lắm. Thì nói về VinFast, cái tập đoàn Phạm Nhật Vượng, người ta làm ăn, người ta mua công nghệ nó đã chuẩn rồi. Nhưng đã chuẩn rồi thì vấn đề mà xuất khẩu đi những quốc gia khác thì chuyện đó thì quá dễ dàng đối với họ. Mà một lần nữa lại mình nói là cái vấn đề là lợi nhuận anh chị các bạn. Lợi nhuận Mỹ là một cái thị trường nó rất là khó tính. Các bạn biết mà tai nạn mà xảy ra, nếu mà lỗi của bên người sản xuất á, các bạn biết đền tôi nói chỉ các bạn đền bằng 100 triệu đó. Chứ không có nói đền mà tiền 1 triệu 2 triệu đó. Đền có lên hay là lên tới bằng 100 triệu, cho nên nó khó lắm ăn được của hàng Mỹ. Các bạn biết chạy da chóc giải. những cái hàng sản phẩm của nó đòi hỏi. Bởi vậy anh chị các bạn thấy xe ở bên Mỹ nó chạy nó đâu có hết hạn đâu. Xe tải,
xe, những cái loại xe mà bán tải cũng gì nữa, nó chạy hư banh hết rồi, hư máy bắt đầu nó làm lại, nó còn còn cái khung sườn là nó chạy à thằng mày, rồi nó phăng lại, còn khung sườn là nó chạy hoài, nó không có hết hạn. Ở Việt Nam mình các bạn thấy xe đò, xe bán tải rồi chạy có hạn định, còn những cái loại xe mà xe nhỏ đó từ 9 chỗ trở xuống thì mà không có hạn định. Nhưng mà những cái dòng xe đó các bạn thấy chạy tới một lúc nào người dân mình họ cũng đem dục bán ve chai hết à. Còn Mỹ nó chạy, nó chạy khung gầm rồi các bạn biết đó. Những cái chất lượng về về sắt thép của nó đó, cứng, rất là cứng. Xe Nhật mà bị tai nạn nó cũng thua hàng Mỹ, cho nên một số người họ đi ra ngoài lộ như bên Mỹ nè, đa số người Mỹ họ chạy xe Mỹ là gì, họ thấy an toàn hơn. Xe nó đụng á, nó đụng chỉ mớp một chút vậy thôi, còn mà xe Mỹ mà nó, xe Nhật mà đụng cái là nó mẹp, nó phẹp đầu, nó bẻ ngang hông. Thằng Mỹ nó chế, thằng Nhật nó chế nhẹ, xe nó nhẹ lắm, và cái chất lượng, cái vật liệu của nó làm nhẹ hơn thằng Mỹ nhiều lắm. Các bạn biết xe của Mỹ, mà ngồi lên xe Mỹ thì im lắm, rất là thích, nó im, nó đầm, nó chế càng bự càng đầm, chạy càng dữ. Nó là cái thằng mà sản xuất xe tăng mà. Các bạn nghĩ đi, còn xe của nó mà nó chế nhỏ nhỏ, bởi vì sau này nó chế những cái dòng xe nhỏ nhỏ đó, nó cũng thất bại chìm miệng, nó cạnh tranh không lợi thằng Nhật, thằng Nam Hàn. Còn dòng xe mà như của Phạm Nhật Vượng mua kỹ thuật của BMW thì cái là người ta cũng đã chuẩn rồi, người ta đã được đạt chuẩn rồi. Ngay cả các bạn thấy cái thằng chuyên gọi là chuyên của thằng Mỹ đó, cái tụi này nó là một cái tờ báo rất là lớn về nó định giá, nó định kỹ thuật đồ, nó xác định kỹ thuật đồ về những cái dòng xe nào mà ra đời á, nó xác định, nó phân tích đó. Các bạn biết tụi nó phân tích dòng xe VinFast cũng chuẩn lắm, chứ không phải là bình thường đâu nha. Chứ mình đừng có tưởng lầm là Phạm Nhật Vượng, người ta chỉ đi một cái bước nhỏ thôi. Phạm Nhật Vượng này có một cái đầu óc kinh doanh rất là vĩ mô, rất là hay. Tôi phải nói là khâm phục cái nhìn về kinh tế của Phạm Nhật Vượng. Cho nên các bạn thấy một số những thành phần chống cộng đoan ô hợp của nó hơi bị khùng. Nó sử dụng những cái chiêu bài của nó để nó xảo trá. Nó cho rằng là tập đoàn xe của VinFast là xe phụ tùng lắp ráp tàu lao, mấy nó rất là tàu lao. Những cái báo của Mỹ, những cái báo của cộng đồng thế giới, người ta nói về VinFast người ta nói rất là chuẩn mực. Còn mấy thằng đó, mấy thằng quỷ đó, nó nói, nó càng làm như vậy người ta khinh lắm. Anh chị các bạn thấy người ta khinh thường vậy đó. Cái chừng ta biết ra, người ta nói mấy thằng này đúng là mấy thằng xảo, nó là mấy thằng biệt, mấy thằng khùng. Bởi vì trên mạng này, anh chị các bạn biết mạng nó, thông tin nó đa chiều lắm. Mình cẩn thận, mình dễ bị người ta lôi cuốn mình vào những cái dòng xoáy của họ. Chứ không phải giỡn đâu. Thì để mình chia sẻ về xe để anh chị các bạn thấy rằng cái tập đoàn Phạm Nhật Vượng người ta làm việc rất là quy mô, người ta làm việc đâu ra đó, chứ không phải giống như mấy đám mà chống cộng tàu lao mía lao. Bởi vì đất xây dựng đất nước thì nó quay qua nó phá hoại. Các bạn thấy tụi này nó khốn nạn cái này. Nói tới mấy cái thằng chống cộng ô hợp là nói tới một cái sự nhục nhã, tụi nó bị đứt dây thần kinh nhục hay gì chẳng biết, nó kỹ gì chứ. Lên mạng thì nó phán giống như là đúng rồi. Nó làm giống như là nó đi ra hải ngoại rồi, là cái gì nó cũng coi như là nó cũng biết hơn ai hết. Thấy là ớn chạy đậu. Mấy cái đám chống cộng chửi mấy cái đám này
nghìn lẻ một đêm. nhiều khi các bạn mà vào tranh luận với tụi nó, nhiều khi các bạn thấy tụi nó vừa trẻ con mà nó làm sao đi á, nó chẳng giống ai. Ngồi cái rống cẩm gống cổ lên giống như thằng Benny Trương, cái thằng chọc mắt một mắt Benny Trương Tân Thái, cái thằng Lý Sào Phạm rồi, các bạn thấy một cái đám đào tục quần tào lao mía đao, toàn là cái quân ô hợp mấy chục năm rồi, mấy tụi này nó đâu có mở, nó đâu có khai cái trí nó ra đâu, nó qua bên Mỹ, nó ra hải ngoại, nó sống rồi nó càng ngu càng dốt, còn ngồi đó câu view câu like để người này người kia lừa mấy người, người ta nhẹ dạ cả tin. Nói chung thì anh em chúng ta lên mạng này cứ cẩn thận thôi, cái mạng xã hội Facebook của người Việt càng lúc nó càng hơi phức tạp, nhưng mà đừng nản lòng, không nên nản lòng, không nên mình cứ vui vô tư và chia sẻ những cái gì hay cái gì dở trong cái cuộc sống và xã hội để rút đĩa ra những cái kinh nghiệm để mình cùng nhau học hỏi và phấn đấu nó tốt hơn, để ta làm cho cái cộng đồng mạng của người Việt ngày càng lúc nó thực tế và thực dụng hơn. Chứ nhiều khi tôi thấy các bạn bên này cái đục chuyện cái bắt đầu cái nản hay buồn. Không nên, cứ từ từ, cái gì cũng vậy, nó cũng phải có cái sự thử thách rèn luyện, nó rèn luyện mình. Cuộc sống nó phải có những cái gian nan, nó phải có những cái thử thách mình mới lớn lên, mình mới hiểu ra được. Chứ mọi cái mà mình sợ hãi thì làm sao mà mình vươn xa hơn được. Ông bà mình, một số người người ta cũng có câu muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Thôi lại mình xin chào anh chị em các bạn nha, mình về tới nhà nữa rồi. Mỗi ngày cái xách xe chạy vòng vòng chơi vậy đó. Bây giờ mình về tới nhà rồi. Nãy đụng cái dốc này làm sao. Bye bye anh chị các bạn nha. Bye bye.